Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có liễn liễn tàu nha. Liễn tàu tô son dễ dàng, sập giường và cặp liễn lớn, và một tấm bình phong chất liệu gỗ là bằng lim, bằng hương nha. Đó, gỗ hương. Đặc biệt cái hàng này em bao cho cô chú anh chị mình từ Bắc vô Nam chỉ có một tấm duy nhất thôi nha. Tấm bình phong. Đó, cái này là em mua ở ngoài Quế về nha cô chú anh chị mình ha. Ốc là vàng chanh đỏ lửa. Thứ nhất, thứ hai cái nữa là chanh này là chanh lụa nha, dẻ tay. Lụa dẻ tay nha cô chú anh chị mình ha. Nguyên cái khung gỗ này rất là nặng mà rất là bự luôn. Ốc lại bao đẹp. Đó, đồ này thì em bao cho cô chú anh chị mình luôn tầm khoảng cỡ 50 năm trở lên. Đó, chỉ gớt một con ốc một thôi, mất một con ốc chỗ này, em sẽ làm con ốc này lại cho cô chú anh chị mình nha. Đó, rất là đẹp luôn. Tấm này là chỉ có 102 cho cô chú anh chị mình ha. Đó, tấm bình phong. Đây, giờ em tới mã số 1B đầu tiên, đó chính là một bộ lư đào nha cô chú anh chị mình ha. Lư đào, chiều cao của nó luôn là 5 tấc 4, phủ bì hai trái đào luôn là 4 tấc, lọt lòng khung giữa là 2 tấc. Liền lạc là lặng, em vệ sinh từ trong ra ngoài sạch sẽ, không có miếng ba vớ nào luôn. Đây lư đào, đó, em đã đánh bóng rồi luôn nha. Đây về em chỉ chùi sơ metomat lại thôi, về của chú chị mình xài để trên bàn thờ mình thờ xài đồ gì vẫn được nha của chú chị mình ha, rất là đẹp. Đó, bao đẹp cho quý cô chú chị mình luôn. Đó, lư đào. Đây, cặp chân đèn của nó luôn là 5kg nha cô chú chị mình ha. Đây em bỏ bộ lư qua cân nó thử cái là bao nhiêu ký nha. Đó, bộ lư này của nó luôn là thêm 7kg nữa. Đó, 7 với 5. Đó, bộ này em giao lưu với cô chú chị mình luôn 6.900.000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình ha. Bộ lư đào thao đồng còn một cái duy nhất, mã số 2. Đường kính của nó luôn là 4 3 tấc 9, lọt lòng là 3 tấc 4, trọng lượng nặng là 1 kg 1. Đó, bao đẹp cho quý chị mình luôn 950.000 còn một cái duy nhất nha. Đó, bao đánh bóng luôn 950.000 còn một cái duy nhất. Một cặp lẩu chì nha quý chị mình ha. Đó, đồ này là em bao trước năm 75, tuổi đời tầm khoảng cỡ 60-70 năm trở lên. Lòng trong này là bằng đồng chưa đánh bóng, này là bằng chì của chú chị mình thấy mọc lò. Đây có nhãn hiệu mọc lò nha. Đó, 4 chữ tàu trên này. Đồ này chuẩn xưa nha quý chú chị mình ha. Lẩu này là em bao cho quý cô chú anh chị mình luôn là chuẩn đồ xưa luôn. Đường kính là 2 tấc 4. Cái nào nó cũng có mọc lò hết trơn nha cô chú chị mình ha. Đó, đồ này là chuẩn xưa luôn. Tuổi đời em bao trên 60 năm, dưới 60 năm trả lại cho em. Đồng giá tiền luôn, một cái là 800.000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn những cái lẩu chì này nha. Đó, tới cặp nậm nha, mã số 5. Chiều cao 2 tấc 3, đường kính miệng 3 phân, hoành bụng này của nó luôn là 43, liền lạc là lặn luôn. Đó, lăng ẩn. Dẻ lăng ẩn nha cô chú chị mình ha, nậm này không có chê được chỗ nào, gốm sứ. Đây, dẻ tay may qua rất là đẹp luôn. Cặp này em giao lưu với cô chú chị mình luôn có giá là 1 triệu bao ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước. Một cặp chân đèn lông ẩn. Đây, lông trúc nha cô chú chị mình ha, lông quá trúc. Chiều cao là 32, đường kính miệng để cái ngọn nến lên là 3 phân. Chu vi đầu gồng này của nó luôn là 3 tấc 9. Đó, chút quá long nha cô chú chị mình ha. Cặp chân đèn này rất là đẹp luôn, liền lạc lành lặng luôn nha. Cặp này em giao lưu với cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Mã số 6 có giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước. Mã số 7, một cái bình, một cái bình rượu nha cô chú chị mình ha. Cao là 1 tấc rưỡi, bình này được 2 lít, liền lạc lành lặng luôn. Cũng là bao đẹp cho quý cô chú chị mình luôn. Đó, hàng Nam Bộ. Cái này thì có giá là 850.000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Một cái bình long ẩn. Chiều cao là 2 tấc 3, đường kính miệng là 1 phân. Đây, vẫn xài tốt bình thường nha, hàng Nam Bộ. Đây, bình này em giao lưu là 950.000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Đó, số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Những cây đèn đồng, đó, hàng của Pháp xưa, cao là 5 tấc. Em bao hàng những cái đèn này là trước năm 75 nha. Tuy nó hơi gần gần như gì, nhưng mà em bao là không chảy dầu.
Đó, bao xài cho anh chị mình luôn không chảy dầu. Đó, bao đánh bóng cho anh chị mình luôn. Cây này em giao lưu là 1.6 triệu, bao ship toàn quốc nha, mã số 9. Đó, đây, tới mã số 10. Đó chính là một cây đèn lam. Đèn thì chất liệu là bằng đồng, lam này cũng là bằng đồng luôn. Ống khói là zin của nó luôn nha. Cao 4 tấc 7, bầu này hơn nửa lít dầu. Cây này liền lạc lành lặn, bao đẹp cho quý anh chị mình luôn, có giá là 3.2 triệu. Đây cái lam nó nội mà cái lam nó không là cũng bằng đồng, rất là đẹp cho quý anh chị mình ha. 3.2 triệu, bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Cặp đèn gốm sứ nè, bầu này là hơn 1 lít dầu, cao là 45. Đó quý anh chị mình, dầu lửa thì ở đâu mình chả chả vẫn có bán nha. Chỗ nào có bán đèn cầy thì nó có bán mấy cái dầu thơm, bây giờ cũng vẫn có luôn. Cái dầu mà nó để dành đốt được mà nó toát ra mùi thơm, đó cũng vẫn có luôn nha. Tim bồng ống khói đầy đủ, liền lạc lành lặn, mã số 11, 12 đồng, giá tiền 1.4 triệu một cây, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Đây, một cặp đèn trái bí, hàng này của Mỹ nha. Đó, bao đẹp luôn, hai da, pha lê đầy đủ nha quý anh chị mình ha, liền lạc lành lặn, vẫn xài tốt bình thường. Đây là dầu nè, em mua ở chỗ mà người ta bán mấy cái đèn cầy đó là có bán dầu này luôn. Cao là 4 tấc 7, bầu này được nửa lít dầu, hơn nửa lít dầu nha. Đó, vẫn đốt được bình thường. Cặp này bao đẹp luôn, mã số 13 và 14. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cặp này là có giá 4 triệu bao ship toàn quốc nha. 4 triệu bao ship toàn quốc luôn. Mã số 15 và 16, cái bàn quay của em nó hơi nghiêng chứ không phải là cặp đèn nó nghiêng nha. Chân là chân đồng, cây này là đồng nguyên con, họng đồng luôn. Bầu là pha lê màu trắng, nhưng mà nó khắc rất là đẹp cho quý vị mình ha. Bên đây cũng là như vậy luôn. Đó, bên đây thì cái khúc đá cẩm thạch, chân là chân đồng, đá cẩm thạch đỏ. Em có thể vệ sinh lại cho quý vị mình luôn, đánh bóng luôn vẫn được. Chiều cao chính xác là 65, cây nào cũng như vậy hết. Đường kính bầu là 1 tấc 6, cây nào cũng như vậy hết nha. Đó, nói chung là những cái này là nó rất là ngay ngắn, rất là đẹp luôn nha của chúng mình ha. Tại vì á, nhiều khi cái bàn quay em hơi nghiêng thôi, em sẽ chỉnh sửa lại cho nó ngay ngắn cho quý chị mình. Em chụp hình gửi Zalo chính xác cho quý chị mình luôn. Bầu này nó dính dơ em sẽ vệ sinh vàng lại nha. Cái màu vàng này em sẽ vệ sinh lại cho quý chị mình luôn, tại vì em không có thời gian. Còn bên đây nó hơi tét chân thì chúng em sẽ chấm chì lại nha. Đó, chúng em sẽ làm lại chấm chì lại cho quý chị mình đẹp đẽ đàng hoàng nha quý chị mình ha. Đánh bóng luôn. Đó, bao đánh bóng luôn. Mã số 15 em giao lưu là 3.9 triệu. Mã số 14, mã số 16 chứ quên, em xin lỗi. Em giao lưu với cô chú chị mình luôn là 4.3 triệu, bao ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Mã số 17 và 18, cặp đèn này nha quý chị mình ha. Chiều cao là 62, tức là 6 tấc 2. Đường kính bầu là 1 tấc rưỡi. Chân đồng, họng đồng. Đó, khúc đá rất là đẹp luôn nha. Bầu này qua văn vẽ tay, tô son dễ dàng, của chú chị mình thấy rõ ràng. Đó, em bao hàng này là trước năm 75 nha quý chú chị mình ha. Sau năm 75 em tặng cặp đèn này cho quý chú chị mình làm kỷ niệm với em luôn nha. Đây, đồng giá tiền một cây là 3.6 triệu, bao ship toàn quốc nha. 3.600.000 một cây. Mã số 19, đó, một cái thau gốm sứ Tàu xưa. Đường kính phủ bì là 44, lọt lòng là 34. Hàng này Tàu xưa nha quý anh chị mình ha, bao đẹp luôn. Đó, thao này còn một cái duy nhất, 2.800.000, bao ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. 2.800.000 bao phí ship. Đó, mã số 20, một bộ tranh tứ quý 4 tấm. Đó, cái tích của nó là trúc lâm thất hiền, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ, chiều cao là 8 tấc, chiều dài một tấm của nó luôn là 32 tấc 8. Đó, trúc lâm thất hiền, gốm sứ Tàu xưa, hoa văn họa tiết vẽ tay, những câu thơ trên đây có thể dịch cho quý chị mình luôn nha. Đó, 4 tấm, rất là đẹp, liền lạc lành lặn, không có bị bể nứt chỗ nào hết. Đấy, bộ này em giao lưu với quý chị mình luôn, có giá là 4 triệu bao ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó, còn nếu mình ở gần chúng em sẽ bớt lại tiền ship chút đỉnh cho quý chú chị mình uống cà phê với em. Đó, số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 21B, một cái sập giường ngủ sơn, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Hàng này em cho bao cho quý chị mình test cây thử luôn nha, để coi thử cái ruột cây nó đỏ hay trắng là biết liền. Đó, nói chung là em bao cho quý chị mình test cây thử luôn.
Bề ngang phủ bì, đo dưới này đi. Bề ngang phủ bì là 2m15, tức là gần 2m2 đó, 2m15. Lọt lòng chỗ nằm là 2m05. Đó, chiều sâu vô. Đây. Chiều sâu vô của nó luôn là 1m74 là phủ bì. Đó, thụt lại tí xíu. Đây. Lọt lòng chỗ nằm luôn là 1m7 chính xác nha. Đó. Vách lưng ngũ sơn, để em đo cho quý chị mình siêu đều biết luôn nha. Vách lưng ngũ sơn này là 1m32. Đó. Bộ này rất là nặng nha quý chị mình ha. Đá này nó gồm có 3 tấm gờ với nhau, tất cả đều là xài mộng hết. Đó, cô chú anh chị mình có nhu cầu phá mộng thì em sẽ giao hàng tới nơi, phá mộng phá keo lại cho quý chị mình luôn. Còn nếu mà không phá mộng phá keo nó cũng rất là cứng nha. Đó, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ, cẩn là cẩn ba mặt, đá là nguyên si là lặn, không bể mẻ với chỗ nào hết. Tuổi đời tầm khoảng 20-30 năm thôi nha. Đó, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ nha quý chị mình ha, bao đẹp cho quý chị mình luôn. Đó, sập giường này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Có giá là 81 triệu là em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. 81 triệu là bao phí ship toàn quốc luôn. Còn nếu mình ở gần thì em sẽ bớt tiền ship lại chút đỉnh cho quý cô chú anh chị mình nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Một cặp liễn ôm cột. Đó, rất là đẹp luôn, mã số 22. Gỗ này gỗ diệm cũng không biết luôn, tại vì nó sơn màu đen, chỉ dặm vàng lại thôi. Đó, có thể là bằng gõ nha quý anh chị mình ha. Đó, này là nguyên một tấm nó móc lỗ mo lại luôn nha quý anh chị mình nha. Để em đo hào thử rồi nha, tại vì chiều cao em cũng không có nắm được chính xác. Đó. Đây, để em đo thử rồi nha. Chiều cao của nó luôn là 3m2. Đó, 3m15. Cao là 3m15 nha. Em đo ngang thử coi. Đó. Ngang này của nó luôn là 2 tấc 8. Ngang là 2 tấc 8. Cao là 3m15 phân. Đó, còn 5 phân nữa là 3m2. Cặp này liền lạc lành lặn luôn. Chất liệu gỗ có thể là bằng gỗ đỏ. Lật mặt sau lại cho quý chú chị mình xem nha. Liền lạc không có bị mối mọt vàng hết trơn nha. Đó, em bao cho quý chị mình là không bị mối mọt ăn luôn. Đó, đây. Phía sau là đục tay nè, quý chú chị mình thấy nè. Đục tay từng chi tiết một, từ trên xuống dưới là đục tay hết. Đó, không có mối mọt vàng hết trơn nha quý chú chị mình ha. Liễn này là kêu bằng liễn ôm cột. Cô chú anh chị mình á, là lưu ý cái điều này giùm em nha. Liễn thường thường là liễn lẻ, chữ tàu mà nó chữ tàu lẻ đó là liễn nhà. Còn chữ tàu chẳng á là liễn ở chùa. Đó, cái này là 11 chữ, tức là liễn nhà 12. Đúng rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 chữ là liễn ở nhà. Đó, hoặc là 12 chữ là liễn ở chùa, 10 chữ là liễn ở chùa, 9 chữ là liễn ở nhà. Đó, cô chú chị mình xem và nghiên cứu nhìn giùm em nha. Coi em nói đúng như sự thật không nha. Đó, cặp này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Đó, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 28 triệu. 28 triệu em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn là toàn quốc nha. Đó, tô son dễ dàng. Đó, rất là đẹp. Những chữ trên đây em có thể dịch ra cho chú, cô chú anh chị mình vẫn được luôn nha. Em sẽ dịch ra được luôn. Đó, 28 triệu bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Mã số 23. Cặp này rất là lớn nha quý cô chú anh chị mình ha, nặng lắm, hai người ginh là không nổi nha quý cô chú anh chị mình ha. Nhưng mà bây giờ em chỉ báo sơ sơ thôi, cô chú anh chị mình có nhu cầu em sẽ chụp hình gửi chi tiết cho quý cô chú anh chị mình thấy cho rõ ràng hơn. Cặp này có 102 cho quý cô chú anh chị mình ha. Bao đẹp luôn. Đó, cặp này nó tới 3 mét mấy. Tú có trên đỉnh lận nha quý cô chú anh chị mình ha. Đây. Để em đo thử coi nha. Đó, nó cao quá. Đây, chiều cao của nó luôn là 3m67 nha. Chiều cao là 3m67. Đó, gần 3m7 đó, còn 5 phân nữa là 3m7 đó. Đây. Bề ngang của nó luôn là 3 tấc rưỡi. Bề ngang là 3 tấc rưỡi nha.
Cái đố này dày là 4 phân, gọt lại còn 3 phân rưỡi. Đó, cặp này là liên lạc lành lặn, bao cho cô chú chị mình luôn, không có con mối con mọt nào mà ăn hết. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ, ốc là 7 màu vàng chanh đỏ lửa. Cẩn rất là chi tiết, rất là đẹp luôn, chưa mất một con ốc nào hết, nguyên si lành lặn. Đó, hai hàng chữ Tàu trên đó em có thể dịch ra cho cô chú chị mình thành chữ Việt luôn, rất là đẹp nha. Cặp này là không chê được cho cô chú chị mình nha. Đó, bao đẹp luôn, hai người ginh không nổi. Cặp liễn này là không có con mối con mọt nào ăn hết. Cao là 3m65, 5 thân nữa là 3m7. Đó, mã số 23. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Cặp này có giá là 110 triệu. 110 triệu em bao ship cho cô chú chị mua là toàn quốc nha. 110 triệu. Đặc biệt cặp liễn này, đó, miền Tây này á, kiếm một cặp nữa cũng chẳng ai cho cô chú chị mình ha. Đó, bao đẹp luôn. Mã số 23. Mã số 24, một tấm bình phong thập nhị tứ hiếu. Đó, nó kết hợp lại là những yếu tố thập nhị tứ hiếu. Xung quanh viền này của nó đó là phúc song hỷ nha cô chú chị mình ha, cẩn song hỷ. Còn cái này là tam lân. Đó, mặt dưới này là cẩn tam lân nè, cô chú chị mình thấy tam lân rất là đẹp nha. Gỗ là gỗ hương nha cô chú chị mình ha. Đó, tuổi đời em bao trên 50 năm, hương. Đó, tam lân rất là đẹp luôn. Đó, không có bị một con mối con mọt nào ăn hết. Ốc là vàng chanh đỏ lửa nha, 7 màu của chúng chị mình lưu ý ốc giùm em. Đây, chanh này là chanh vẽ tay, chanh lụa nha. Lụa vẽ tay nha của chúng chị mình ha, chứ không phải là hàng in nha. Đó, quay cho gõ những cái chấm bi này nè, là của chúng chị mình thấy biết liền. Một tấm như gì thôi là hai người ginh không nổi. Đó, một tấm là hai người ginh không nổi nha của chúng chị mình ha. Đặc biệt từ Bắc vô Nam em bao những gì mà luôn, chỉ có một tấm duy nhất thôi. Chỉ có một tấm duy nhất thôi, tuổi đời em bao trên 50 năm. Chanh lụa thập nhị tứ hiếu, mã số 24B. Chiều cao của nó luôn là 2m8. Chiều cao là 2m8 nha quý vị mình ha, cao lên là 2m8. Bề ngang một tấm như gì á là 7 tấc nha quý vị mình ha. Đó, 7 tấc. Đó, bề ngang 6 tấm như gì là nhập lại là 4m2. Bề ngang của nó nếu mà 6 tấm nhập lại là 4m2 nha. Đó, cao lên là 2m8, ngang là 4m2. Ốc chỉ có thiếu một con này thôi. Quay cho quý vị mình xem luôn nha. Đó, cái con này nó bị sứt ra, chứ em có thể là thay ốc mới lại cho quý vị mình. Hoặc là em sẽ kiếm một con ốc xưa nào cho nó tiệp màu với con ốc này, gắn vô cho quý vị mình là ngay con lân này. Đó, tam lân nha quý vị mình ha, rất là đẹp luôn. Đó, mặt sau của nó là cũng khỏi chê luôn nha. Kéo cái này ra đằng sau cái cây để cho quay ra đằng sau thử một tấm đi. Đó, ship tấm này lại. Đó, đây, bát là bát đồng không nha quý vị mình ha. Đây, mặt sau của nó đây. Gỗ là không có bị mối mọt gì ăn hết trơn nha quý vị mình ha, liền lạc là lặn luôn. Đó, tấm này là không chê được, thập nhị tứ hiếu rồi, bung ra đi. Đó, quay gõ từng chi tiết một luôn, từng tấm cho thấy cái tàu thập nhị tứ hiếu nha. Đó, ngày xưa tranh lụa mà vẽ tay được thẩm mỹ như kiểu này là rất là đẹp cho quý vị mình ha, không có chê được. Đó, cái tấm bình phong này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Có giá là 220 triệu. 220 triệu em bao phí ship cho quý vị mình luôn là toàn quốc nha quý vị mình ha. Đó, thứ nhất, thứ hai, cái nữa là em bao tuổi đời trên 50 năm. Thứ ba, từ Bắc vô Nam chỉ có một cái. Em bao hàng cho quý vị mình kiếm trong vòng 1 năm. Nếu mà có những cái tấm như vậy, đúng không? Đó, em sẽ tặng cho quý vị mình luôn để ghép lại thành 2 tấm cho nó rất là đẹp cho nhà mình nha. Đó, mà đặc biệt là chanh lụa vẽ tay cho quý vị mình ha. Đó, chanh lụa vẽ tay 220 triệu bao phí ship toàn quốc. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các quý vị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Triệu rất là nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.